Xin trả lời anh và quý khán giả như thế này. Để mà biết cái hợp đồng của mình có hiệu lực hay không có hiệu lực thì rất là đơn giản thôi. Anh hãy mở cái quyển hợp đồng của mình ra và xem cái phần mà mình ký ấy, trong 2 đến 3 cái tờ gọi là hồ sơ yêu cầu bảo hiểm lúc mình khai báo khi mà mình tham gia hợp đồng bảo hiểm ấy. Thì rất nhiều người giao toàn bộ cho cái người tư vấn viên, họ thích làm gì thì họ làm. Nhưng có những người thì được ngồi trực tiếp với người tư vấn viên và họ hỏi các câu hỏi có liên quan đến tình trạng sức khỏe của cái khách khi tham gia bảo hiểm. Thì có những người thì người ta lại làm chuyên nghiệp thì người ta sẽ đưa cho khách hàng tự khai. Vậy thì mình hãy xem lại cái phần mà mình ký vào đó có phải, thứ nhất là có phải cái chữ ký của mình không đã. Sau đó là mình xem là phần mình khai vào bệnh tật, tình trạng sức khỏe của mình trước khi tham gia bảo hiểm. Có nghĩa là từ xưa đến nay anh có bệnh tật gì không? Các cái câu hỏi mà liên quan đến trả lời có hoặc là không đó thì công ty bảo hiểm họ hỏi cái gì thì anh khai là có hoặc là không, thì lúc đó mình khai đúng thì hợp đồng của mình có hiệu lực. Nếu mà mình khai sai, người ta điều tra ra được thì là hợp đồng của mình bị vô hiệu. Khi mà các anh quý khách hàng, anh cũng như quý khách hàng mà khai ra, họ căn cứ vào cái lời khai đó và họ bán bảo hiểm cho anh. Và trong cái hợp quyền hợp đồng thì có một cái điều khoản là quý khách hàng có nghĩa vụ khai báo trung thực tình trạng bệnh tật của mình trước khi tham gia bảo hiểm. Mọi khai báo làm ảnh hưởng đến việc thẩm định hồ sơ, quý khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cho nên là chúng ta khai sai, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Và có rất nhiều người tư vấn viên thì họ nói là bệnh này lâu rồi, khỏi rồi, không cần phải khai. Nhưng mà theo theo tôi ấy, thì tất cả những chúng ta có bệnh gì, khỏi rồi hay chưa khỏi thì chúng ta vẫn phải khai cho công ty bảo hiểm. Họ bán hay không, họ thẩm định như thế nào, đấy là việc của người ta. Và trách nhiệm của chúng ta là phải khai báo. Nhưng có những người bị dạ dày, khỏi rồi nhưng mà không khai ra. Nhưng mà bệnh dạ dày thì nó có thể tái phát lại là chuyện bình thường. Cho nên là chúng ta có bệnh dạ dày, khỏi rồi chúng ta vẫn phải khai, anh chị em nhé. Cho nên họ bán hay không là việc của họ. Trách nhiệm của chúng ta là phải khai. Chúng ta không thể nghe cái lời từ người tư vấn viên. Nếu cái người tư vấn viên người ta trình độ non, người ta sẽ không khai cho anh chị. Và trong câu hỏi của họ thì họ sẽ hỏi là 5 năm trước, cách đây 5 năm anh chị có nằm điều trị nội trú hay ngoại trú ở đâu không? Sau đó lại câu hỏi khác nữa là từ xưa đến nay có bệnh gì? Có bệnh gì? Có bệnh nào khác nữa không? Thì câu hỏi này rất là bao quát. Thì thế là cho nên là chúng ta phải có những bệnh gì chúng ta phải khai báo ra. Nếu chúng ta đã mua bảo hiểm rồi thì chúng ta rà soát lại xem là chúng ta khai có đúng hay không. Còn thêm một cái vấn đề nữa là khi chúng ta đã có quyển hợp đồng trong tay, nếu chúng ta có triệu chứng gì đi khám bệnh thì bác sĩ hỏi là triệu chứng này bị lâu chưa, thì chúng ta hãy nói là mới bị. Nếu chúng ta mà nói là bị trước khi mua bảo hiểm thì là hợp đồng của chúng ta cũng bị vô hiệu đấy, vô tình mà cuối cùng chúng ta bị vô hiệu ngay từ khi ký mà anh chị em không hề biết. Cho nên là rất nhiều khách hàng đã không được đền bù vì lý do đó. Cho nên là chúng ta hãy dò, những quý khách nào đang dùng bảo hiểm thì hãy rà soát lại xem mình khai có đúng hay không, chữ ký của mình có đúng hay không, những câu hỏi nào họ chả hỏi cái gì thì mình trả lời thì như vậy.